Thưa quý vị, xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay với những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 14 làm 3 thành viên ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong vào chiều ngày hôm qua, 12 tháng 8. Theo thông tin mà phóng viên chào buổi tối nắm được, ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, là tài xế chờ các thành viên đã may mắn thoát chết sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Dù hiện tại đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được, nhưng nam tài xế vẫn chưa hết ám ảnh về tình huống va chạm giao thông khiến những người ngồi trên xe tử vong. Sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, tài xế Nguyễn Tú Sinh đã được cấp cứu sơ bộ rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Ông Sinh bị gãy xương vai sườn. Đến thời điểm này ông đã tỉnh táo và có thể nói chuyện dù còn đau nhức. Theo lời ông Sinh, vào sáng ngày 12 tháng 8, ông chạy xe con từ thành phố Pleiku Gia Lai sang sân bay Môn Ma Thuột Đắk Lắk để đón ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ Nghệ An trở về. Sau cơm trưa, bốn người lên xe về Gia Lai. Đến khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 12 tháng 8, khi đến xã Ia Rú, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai, thì xe tải biển số 81H02760 lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe. Chiếc xe con bị đẩy sang làn đường ngược chiều. Do cú tông quá mạnh nên xe của ông Sinh tông vào xe tải đang lưu thông và bị kẹp giữa hai xe tải. Ông Sinh cho biết tai nạn chỉ xảy ra trong tích tắc 5 giây. Đến giờ ông vẫn không hiểu vì sao tai nạn nghiêm trọng như vậy lại xảy ra. Khi thấy bị tông vào đuôi xe, ông chỉ kịp nhìn vào gương để xem có chuyện gì thì ngay sau đó đã ở giữa hai xe. Liên quan đến vụ việc này, ngày hôm nay 13 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ tài xế xe tải Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, chú huyện Chư Pứ, Gia Lai do có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Bình là người điều khiển xe tải biển số 81H02760, tông từ phía sau vào đuôi ô tô con, khiến 3 thành viên trong câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong tại chỗ, một người bị thương. Vâng, và theo thông tin ban đầu, tài xế Bình đã điều khiển xe tải không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe. Ô tô tải tài xế lái được sản xuất vào năm 2022 và niên hạn sử dụng đến năm 2047 và hạn kiểm định đến ngày 24 tháng 5 năm 2025. Tài xế Bình có giấy phép lái xe hạng C và không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô tải ghi nhận tốc độ xe trước lúc xảy ra tai nạn là 55 km h Hệ cơ quan công an đang củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.